Người phụ nữ vừa lên xe, có một sợi dây siết chặt lấy cổ của cô ấy. Cô gái rất hoảng loạn. Cô ấy biết hôm nay mình đã gặp phải tên giết người hàng loạt mà cảnh sát đang truy nã. Chống cự thì chỉ tổ sớm về với ông bà, cho nên cô ấy ngoan ngoãn nghe lời hắn. Lái xe đến một nhà kho bỏ hoang, không biết tiếp theo đây tên khốn kia sẽ làm gì với cô ấy. Cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tên đó kéo lấy cô gái xuống khỏi xe. Sau đó ấn cô ấy xuống xe, lột đồ của cô ấy ra, lúc này cô gái sợ hãi đến run rẩy. Không, không không. Mày phải học cách ngoan ngoãn đi, biết chưa hả? Được, chúng ta đi nào. Sau đó tên đó dùng dây thừng trói chặt hai tay của cô gái lên, treo cô ấy lên. Khi xong việc hắn một mình đi vào căn phòng, thông qua camera thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của cô gái. Sau đó chuẩn bị kế hoạch độc ác tiếp theo của hắn. Julie không ngừng giãy giụa, nhìn tay bị trói chặt, cô ấy thông minh dùng chân đá đổ thùng xăng. Cô ấy vội vã lấy điện thoại trong áo của mình, chuẩn bị báo cảnh sát. Nhưng ở cái nơi quỷ quái này, không có tín hiệu, cô ấy chỉ có thể trốn vào sau xe. Tên kia lập tức mở đèn xe lên. Dưới ánh đèn xe, Julie không thể trốn được nữa, tên đó mau chóng bắt được cô ấy. Vì trừng phạt cô ấy, David đã đốt nóng một miếng sắt lên, trực tiếp ấn nó xuống đùi của cô gái. Đau đớn cùng cực khiến Julie trực tiếp ngất đi, khi tỉnh lại cô ấy đã bị khóa trong xe. Xe cũng không biết đang đi đến nơi nào, đột nhiên chiếc xe rung lắc một cái, một thi thể lộ ra. Julie bị dọa cho dựng tóc gáy, không cần nói cũng biết đó là con mồi của tên sát nhân kia. Cuối cùng chiếc xe dừng lại, sát nhân ném thi thể kia xuống ống cống thối um. Julie nhân đó lợi dụng đôi chân dài của mình, lấy được chìa khóa, mở khóa còng tay ra. Nhưng lúc cô ấy chuẩn bị bỏ trốn. Mày muốn chạy đi đâu, hả? May thay, Julie phản ứng nhanh, tốc độ trèo qua ghế sau thoát được ra ngoài. Nhìn con mồi đang hoảng loạn bỏ chạy, sát nhân cũng không lo lắng chút nào. Từ từ lấy một dây, xích sắt trong xe ra, chậm chậm đi theo cô gái. Julie hoảng loạn một đường bỏ chạy, xuyên qua một ruộng bông, đến một căn nhà gỗ đã bỏ hoang. Cô ấy lớn tiếng hét lên, nhưng không ai đáp lại. Cô ấy chạy đến trước cửa sổ, phát hiện trong phòng có điện thoại. Cô ấy phá cửa sổ, nhảy vào trong, vừa lấy được điện thoại muốn báo cảnh sát, phát hiện dây điện thoại bị cắt đứt rồi. Sát nhân đứng ngoài cửa sổ cười nhạo cô gái, đột nhiên khóa cửa xoay chuyển. Julie xông ra. Cô gái nhân lúc sát nhân chưa đứng dậy được, vội vã bỏ chạy khỏi đó, không ngờ được lại bị chặn ở đường chết. Tên đàn ông không chút phí sức lại lần nữa khống chế được Julie, ngậm mồm lại. Sau đó hắn ta bình tĩnh nói chuyện, nói mình tên là David, từng là một người rất tốt, nhưng đã bị một chết gơn tổn thương, cho nên biến thành thế này. Nhưng Julie lại chẳng hứng thú với quá khứ của hắn, trực tiếp đá chân khiến hắn ngã ra, sau đó phá cửa sổ chạy đi mất. David bị chân của cô ấy đã ngã, cũng hoa cả mắt, nhưng hắn ta vẫn không vội, săn mồi, cần nhất là kích thích. Julie chèo thuyền đến được một trường học bỏ hoang, tìm được nửa thùng xăng cùng hai cây pháo bông. David cũng lần theo dấu chân đến được đây rồi. Lúc hắn ta đi vào trường học, Julie từ cửa sau thoát ra ngoài. Sau đó treo thùng xăng lên cột cờ, dùng pháo bông châm lửa, tiếng pháo nổ thu hút sự chú ý của hắn. Đột nhiên, Julie từ cửa sau phi ra, cho hắn một gậy sắt vào mặt. Sau đó dùng túi ni lông bịt chặt lấy mặt của hắn. Lúc này bên ngoài có một chiếc xe sang trọng đi đến. Người từ trên xe đi xuống chính là em gái của Julie. Hai chị em nhìn David đã bị đánh ngất, lộ ra một nụ cười xấu xa. Thì ra hai người họ mới chính là thợ săn thực sự. David sao có thể ngờ được, mình săn qua vô số phụ nữ, lần này lại đến lượt bản thân biến thành con mồi cho phụ nữ đi săn. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh còn có hai con búp bê kỳ dị. Julie đi vào trong, từ trên cao nhìn xuống hắn, ném lại một chiếc chìa khóa rồi rời đi. Muốn thả hổ về rừng à? Thôi cứ mở khóa còng tay ra đã rồi nói. David vừa đi ra khỏi căn phòng, Julie đột nhiên từ phía sau đuổi giết. David nhìn thấy bóng dáng của cô em, đuổi theo ngay, nhưng bị Julie trốn dưới cầu thang đẩy một phát, rơi xuống dưới. Rất nhanh, hắn ta phát hiện ra Julie, nhưng lại bị xịt hơi cay vào mặt. Sau đó Julie lại dùng chảo tấn công. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn ngất ngay tại chỗ. Hai người chơi mệt rồi, lại trói hắn thật chặt lại trên ghế. Đi vào phòng nghỉ ngơi, nhưng cô em lại không yên phận, ăn mặc xinh đẹp một mình đến chỗ tiệm sửa xe. Nói dối là xe của mình bị hỏng rồi, còn nói muốn cùng chàng trai chơi một trò chơi, nhưng phải bịt mắt. Chàng trai vô cùng hứng thú đi theo cô gái về nhà,
Cô em gái trói chặt tay chân của anh chàng kia lại. Anh ta vô cùng chờ đợi kết quả của trò chơi. David ở một bên cũng rất phối hợp, một rên lấy một lời. Nhưng cô em vừa rời đi, tên David kia nói chuyện, khiến cho anh chàng kia bị dọa giật mình. Nhưng khi anh ta biết chuyện thì đã muộn rồi. Cô em gái đã cầm theo một cái đinh sắt cùng một cái búa, xuất hiện phía sau chàng trai. Thấy cô ta do dự không xuống tay, David không kìm được mà cười nhạo cô ta không có bản lĩnh. Cô ta vô cùng giận, trực tiếp đóng một đinh xuống chân của David. Không hiểu cô em gái nghĩ gì, trước khi rời đi cô ta đưa một cái kìm cắt sắt cho David. David ngay lập tức cắt đứt còng tay. Lúc này Julie đang tắm trong bồn tắm, không biết rằng nguy hiểm đang đến gần cô ấy. Lúc này cô em nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức xông ra giải vây, dùng khăn tắm từ đằng sau bịt chặt lấy người đàn ông. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, David vật vai một cái, đã ném cô ấy xuống đất. Nhưng quay đầu lại, cô em gái đã biến mất không thấy đâu nữa. David nhìn trái ngó phải, không biết cô ta trốn ở một nơi không xa. Thấy mình sắp bị phát hiện rồi, nhưng David đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người đi xuống cầu thang, cầm lấy xích sắt trên bàn. Julie lúc này, nhìn thấy David không biết đã chạy đi đâu, thì cảm thấy khá sợ hãi. Chỉ trích em gái rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng cô em lại giả ngu, quay người giáo huấn anh chàng kia. Lúc này cô chị phát hiện một cái kìm cắt. Điều này khiến cô ta quá mức kinh hãi, xem ra không thể nói nhiều lời với cô em nữa. Lập tức đi xuống dưới tầng tìm David, phát hiện xích trên bàn đã bị người ta lấy đi rồi. Cô em cảm thấy có lẽ David đã đi rồi, nhưng Julie lại không cho là thế. Quả nhiên giây tiếp theo David đột nhiên xông ra, dùng xích sắt siết chặt lấy cổ của cô em. Julie vội dùng đèn bàn đập thật mạnh vào gáy hắn. David ngã lăn ra đất, cô em chạy lên trên tầng, khiêu khích nói: "Muốn cùng em chơi đùa trong căn nhà này không nào, có thấy mình sẽ thắng không?" Julie chạy thẳng xuống căn tầng hầm, tìm được một cái búa sắt to đùng, cũng giải thoát cho chàng trai kia nói anh ấy rời đi đi. Mà cô em gái lúc này cầm một cây kéo, trốn dưới gầm giường, không ngờ đã bị David phát hiện ra. Sau đó hai người bắt đầu cuộc chiến sống còn khốc liệt, gối bị xé rách, lông ngỗng bay ra. Căn phòng vô cùng hỗn loạn, David cũng vì thế bị ngăn cản tầm nhìn đấm vào không khí một cú. Em gái cũng nhân đó thoát khỏi đó, Julie cầm theo búa sắt cũng xông đến. David bị ép cho chỉ đành lùi lùi về sau, cuối cùng hai người cùng ngã xuống cầu thang. David lập tức đứng lên, cầm lấy xích sắt bắt đầu quay quay, Julie cũng bị hắn khống chế rồi, bị David đập thật mạnh vào tủ đựng đồ bên cạnh. Lúc hắn ta đang đắc ý tưởng thắng rồi thì cô em đột nhiên xông đến, dùng kéo đâm vào lưng của hắn. Julie thấy vậy thì lập tức nhấc cây búa trong tay lên, sau đó ba người lại quấn lấy nhau quyết chiến. Cô em bị hắn ta bóp thật chặt lấy cổ, Julie thấy vậy thì lập tức đập cái bình hoa vào gáy hắn. Tên đàn ông loạng choạng đứng lên, Julie xông qua, hai người bay khỏi cửa sổ. Cuối cùng David không động đậy được nữa, hai chị em nhìn rồi ôm chầm lấy nhau. Chuyển biến lớn nhất ở câu chuyện cũng xuất hiện rồi, cô em gái đột nhiên đâm cô chị một nhát kéo. Julie ôm lấy bụng, khó mà tin được khuỵu xuống đất, đây chính là logic của mấy kẻ biến thái. Sau khi tạm biệt chị gái xong, cô em gái đốt lửa thiêu rụi tất cả tội ác của mình. Thì ra, hai con búp bê kỳ quái kia chính là chứng minh cho tuổi thơ của hai người. Lớn lên trong một gia đình bị bạo lực, tâm lý của hai chị em cũng bắt đầu vặn vẹo. Lớn lên rồi thì thông qua mạng xã hội, hẹn đàn ông đến nhà mình, sau đó sát hại họ. Chị gái chuyên đi câu trai đều, nhưng cô em tốt xấu đều giết. Người chị luôn không hài lòng với cô em, nên cô ta ghi hận trong lòng. Chỉ khi tiêu diệt được cái ô là cô chị này, cô ta mới thực sự được làm chính mình. Không lâu sau, cô em xuất hiện ở một quán cà phê, cô ta quen được một người đàn ông ở trên mạng. Trò chơi săn mồi mới lại bắt đầu rồi. Bộ phim này, logic thế này, David ranh đồng, cô chị ranh vàng, cô em thì là thách đấu. Chẳng có gì quá ý nghĩa, chỉ là một bộ phim khá kinh dị mà thôi.